Học IELTS được lợi gì? Đối với các em học sinh cấp 2 thì giúp các em tự tin hơn, có nhiều kỹ năng mềm hơn hay là có cơ hội vào thẳng các trường chuyên lớp chọn. Thế còn đối với các em học sinh cấp 3 thì từ 4.0 các em đã được miễn thi tốt nghiệp và tính môn tiếng Anh là 10 điểm. 4.5 đến 6.5 cơ hội để các em được xét tuyển thẳng vào rất nhiều trường đại học top đầu tại Việt Nam. Và từ 6.0 trở lên, các em hoàn toàn có thể tự tin đi du học, xin học bổng toàn cầu hay học tại các trường tốt nhất thế giới. Nên là ở giai đoạn cấp 3 thì các em nên trang bị cho mình điểm IELTS càng sớm càng tốt. Bởi vì là học tiếng Anh thì các em cũng sẽ phải học hàng nghìn giờ. Do vậy là những năm đầu cấp 3, lớp 10, lớp 11 là cái giai đoạn các em còn có nhiều thời gian nhất. Và lúc này các em tranh thủ để học hoàn thiện môn tiếng Anh. Và đến lớp 11, lớp 12 thì chúng ta đã chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, nên các em sẽ phải học nhiều môn học hơn. Và lúc này sẽ có ít thời gian để học hơn. Như là cái thời gian lý tưởng để các em học đó là năm lớp 10, lớp 11. Thế còn bạn nào mà để lớp 12 thì lúc đó là khá là vất vả. Khi lên đại học thì có cơ hội để vào các khối học chính quy thì học phí sẽ thấp hơn. Thế còn bạn nào mà không đỗ được chính quy là sẽ phải học các lớp quốc tế hay là lớp tiên tiến. Các lớp này thì cũng yêu cầu các em phải có tiếng Anh, và nếu như bạn nào ở giai đoạn này chưa có tiếng Anh thì sẽ phải thường là sẽ phải học mất 1 năm. Và chi phí cho 1 năm học IELTS ở các trường đại học cũng tốn hàng trăm triệu đấy. Và chưa kể là học phí cả 4 năm học cũng ở mức rất là cao so với một bạn học chính quy và một bạn học các lớp tiên tiến. Chính quy có khi chỉ một hai chục triệu một năm thôi, nhưng mà các bạn học lớp tiên tiến là mất cả 100 triệu một năm. Mà 4 năm học thì chúng ta sẽ mất đến 400-500 triệu. Nếu như bạn nào có điểm IELTS sớm thì các em sẽ rất là tiết kiệm chi phí. Vậy IELTS có rất nhiều lợi ích cho mọi lứa tuổi, từ nhỏ đến lớn, từ cấp 2, cấp 3. Và cấp 2, cấp 3 là lứa tuổi vàng để có thể học IELTS rồi. IELTS 9.0, the perfect place to score 9 in the IELTS test.